Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh đến với trang Chiến Bùi. Thì hôm nay thì rất là vui giao dịch cây Ray-Ban 14K, một cây nó rất là đắt tiền. Hôm nay thì em xin giới thiệu với anh em một sản phẩm nó quá là quen thuộc rồi, đó là Ray-Ban Tướng Quân và Ray-Ban Diamond Hat. Hai cây này em đều bán với giá là 21 triệu đồng giá, 21 triệu một chiếc. Cây Ray-Ban Tướng Quân thì đầy đủ bao da zin kính, cây Tướng Quân thì bao da không zin. Xin lỗi, cây Diamond Hat bao da không zin. Đây là cây Diamond Hat. Tình trạng kính của cây Diamond Hat còn khá là đẹp, mắt lông mèo nhẹ nhưng không đáng kể. Thành vách tất cả mọi thứ đều rất là đẹp, một phần bọc và mạ vàng rất là đẹp. Ở những cây như thế này hiện ra mạ vàng 24 carat và nó rất là mềm. Đây là cây Tướng Quân. Anh em thấy cây này size 58 đều rất là phù hợp đối với những khuôn mặt như em. Ba cầu Alderman. Cái Diamond Hat thì nó có ion kim cương cho nên là nó phủ bề mặt nó rất là cứng. Tuy nhiên thì theo đánh giá của em thì cái đồ chơi gì thì mình cũng phải giữ gìn, cái đồ càng cao tiền này càng phải giữ gìn. Nó đầu tiên là nó cái giá trị vật chất, là số tiền mình bỏ ra nó khá là lớn. Cái thứ hai là nó là một trong những sản phẩm mà khá là nhiều anh em yêu thích và săn đón, nên là mình cũng cố gắng giữ gìn có một cái sản phẩm nó đẹp. Cây thứ hai là cây Tướng Quân. Cây Tướng Quân có cả bao da zin. Mắt còn rất là đẹp, gọng rất là đẹp. Đối với dòng Tướng Quân và Diamond Hat như thế này thì em bán rất là nhiều rồi, không phải giới thiệu nhiều. Ví dụ như cây Tướng Quân thì nó là kỷ niệm 50 năm của tướng quân Dulac Marather, một trong những vị tướng rất là giỏi trong Thế chiến thứ hai của Hoa Kỳ. Có thể nói thì hai sản phẩm này nó thuộc loại bậc nhất của các dòng Ray-Ban ở thập kỷ 80. Cái lens của nó khá là chất. Đối với nhiều anh em có một cái đánh giá rất là riêng, đó là những cái Ray-Ban Tướng Quân thì không bằng được Ray-Ban của Diamond Hat. Tuy nhiên đối với em thì nó là 19/10. Có một cái điểm mà có lẽ là theo em thì khá là nhiều anh em sẽ đánh giá nó cao hơn, bởi vì anh em nghe chữ Diamond có nghĩa là kim cương, cho nên mình bao giờ mình nghe nó cũng có vẻ nó quý phái và nó xa xỉ hơn so với Tướng Quân. Tướng Quân thì anh em chơi nhiều thì anh em biết rồi, nó mang cái hơi hướng của những cái yếu tố trong câu chuyện của tướng quân Dulac Marather, một vị tướng rất là giỏi. Có thể nói là nếu mà anh em tìm hiểu về tướng quân Dulac Marather thì cũng khá là hay trong cái con đường chính trị và binh nghiệp. Mỗi một sản phẩm như thế này nó có gắn liền với một cái nhân vật, một cái văn hóa riêng của một sản phẩm, cũng như là về đất nước rất là hay. Đặc biệt là về bút cũng vậy, cũng rất là nhiều những sản phẩm rất là hay. Thì, khi mà cái gì mà mình thích càng nhiều, số đông thích càng nhiều thì cái đấy nó sẽ bị đẩy giá lên. Do đó là cây kim cương là bao giờ giá nó cũng đắt hơn so với lại những cây về Tướng Quân. Cái điều đấy là điều chắc chắn. Bán hàng thì như thế rồi, cái gì mà khách hàng càng thích thì cái đấy nó lại càng đắt. Cái đấy là cái nguyên tắc của trong cái bán hàng, cái chuyện đó rất là bình thường. Có thể là nhiều anh em sẽ có một cái đánh giá là hai cái kính bằng nhau, tại sao cứ thích bán cây kim cương nó cao hơn. Vấn đề là nó cao hơn nhưng mà nó vẫn giao dịch được, và rất là nhiều anh em yêu thích và chấp nhận cái giá như thế. Tất nhiên là nó phải phù hợp, hợp lý. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chúc anh hôm nay là thứ Sáu rồi, mình sẽ lên rất là nhiều sản phẩm. Anh em từ giờ đến tối anh em có thể là theo dõi để những sản phẩm như thế hợp lý anh em mình giao lưu. Xin cảm ơn anh em.